Heyo, what's up? Chào mừng 500 anh em đã quay trở lại cùng với YouTuber Đờ Mờ Gaming trong tựa game Meta Slug. À quên. Để tựa game gì nhỉ? Hải Tặc Origi. Và hôm nay là ngày thứ bao nhiêu anh em nhỉ? Chúng ta sẽ xem cái phúc lợi anh em, phúc lợi ngày đây. Đây là ngày thứ 17 nhé anh em nhé. Vâng, ngày thứ 17. Ngày đăng nhập thứ 17 rồi anh em. Chúng ta đã có ngày đăng nhập thứ 17 rồi anh em. Ngày thứ 17 của tựa game Hải Tặc Origi này, để chúng ta xem ngày hôm nay chúng ta có gì nhá anh em nhá. Vậy ngày hôm nay khả năng không có gì rồi. Tôi nhìn thấy đang mon me là không có gì nha. Ngày thứ 17 và chúng ta vẫn đang có những cái con đường tuyệt đối của Akainu, con đường cuối cùng của Ace, đường tột đỉnh của Mihawk và hết rồi anh em ạ. Đó, đây loanh quanh thôi nha. Hôm nay thì chúng ta sẽ gì nhỉ anh em nhỉ? Úi dồi, quân đoàn mẹ mày ọp mẹ mày từ mười mấy ngày trước thì em nhìn này ọp hết đúng không, cả cái server này chắc được vài chục người chơi anh em ạ, cả cái server này chắc chục được chục người chơi anh em, đúng không nhỉ, cả cái server này chắc được chục người chơi anh em. Cả server chắc được chục người chơi. Nào, chúng ta tiếp tục với con đường của Mihawk anh em nhé. Kho báu lửa, quà đăng nhập của Ace này các bạn, ngày thứ hai. Nhiệm vụ chiến lệnh của Ace. Kiếm vé một quay thôi anh em, 290. Rồi, chủ yếu làm con đường của Mihawk này anh em ạ. Cố mà lấy cái con đường của Mihawk này. Cố mà lấy cái con đường của Mihawk này nha. Ngày 3 khiêu chiến xếp hạng 56 lần. 56 lần. Rồi, càn quét đây nha. Ngày hôm nay chắc mình không lên thêm được chiến rồi nhỉ. Xếp hạng 5 ngày 3 này, ăn được kim cương này. Đấy, ngày 6 luyện khiêu chiến quả đăng nhập ngày 6. Vẫn là con đường này nha anh em nhé, vẫn là con đường này, nghiên cứu này, kiếm được này, quay được nghi hốc ở đây nha. Nhiệm vụ ngày tốn 4.000 thể lực, tham gia 150 lần thí luyện. Giò đây anh em ơi. Giò đây. Ngày thứ 17 của chúng ta chắc không có gì rồi. Ô, thua như vậy. Sắp hết rồi. Cố phải quay 100 lần mới hốc anh em nhé. Mình đang quay được 60 mấy lần. Đang có 8.400 kim cương. Thấy ở bên server Việt thì đang có cái gì nhỉ? Cái event mà quay tướng 3S ấy, đâu đó tốn tầm khoảng 25 đến 30k anh em. Thấy anh em bảo là tầm khoảng 25 30k kim cương để chơi. Mà mình chơi ở bên server bản global này thì mình chưa thấy cái kiểu event đó, nên là có lẽ mình sẽ tích kim cương lại anh em nhé. Mẹ mỗi một thằng xanh level 200 để chạy ăn được mẹ đúng này à? Ảo quá. Ô mẹ một mình xanh thì cần hết luôn anh em ạ. Đúng một thằng xanh level 200 anh em ạ. Ảo ma thật. Trong khi mình cũng có Mihawk level 200 chứ. Trong khi mình có Mihawk level 200 hẳn hoi.
Không phải ít đâu, nếu mà để nó cân luôn thì em sợ thật. Thế mà để nó cân luôn. Cân mất chị. Mí xanh level 200 mẹ cân hết. Không sót từ nào nha. Thể lực mua nha anh em nha. S cộng này. Nhưng mình vẫn thiếu một cây kiếm. Cái đai nữa. Không mua đủ trang bị đây anh em ạ. Vẫn chưa đủ trang bị lắm. Đi nốt thì. Mà thôi nha. Mà thôi, khó báu kiếm sĩ. Quý điểm danh này. À, 180 lần, mẹ mày sẽ nhẹ không đi. 180 lần này, sắp đủ rồi. Cố nha anh em nhé. Cố làm nhiệm vụ xanh nhé. À mi hốc chứ anh em, sorry anh em. Dương kia vừa đủ ăn dương to này luôn cả. Đó. 66 trên 70 này anh em này. Phần chất cam. Mẹ thì đâu ra cái đá này bây giờ. Đâu ra cái đá này bây giờ anh em. Tím này 290. Tím này 290. Rồi, 88 vẫn thiếu. Thiếu quá nhiều. Chỉ có mua trong tiệm này các bạn. Chỉ có mua trong tiệm thôi. 180 chưa đủ. 80 vẫn chưa đủ đâu nhỉ. Tám trên 1040 đột phá thì yêu cầu có mi hốc là được anh em. Ở trong tiệm này có anh em, mình nhớ nó ở đâu. Đây. Đây, 200 này em nhé. Tốn 200 này. 200 cái điểm này. 200 cái điểm này lấy đâu vậy? Hai trăm cái điểm này lấy đâu vậy anh em? 200 cái điểm này lấy đâu mà mình đang có 5 điểm này đây anh em. Mình đang có 5 cái điểm này đây ở trong cái tiệm thần bí này. Hoài nhỉ. Đây đang có 5 vé, rút 29 lần nữa thôi là được anh em.
Đang có 5 vé rồi. Thôi, làm nhiệm vụ hàng ngày đã. Làm nhiệm vụ hàng ngày đã. Không được à? Không ăn được mẹ. Mình một sao nhỉ? Nguyên một sao. Khó luôn. Không chơi được. Không chơi được à? Ngoại thì đến đây thì cứ phải reset thôi nha. Hẹo rồi à? Ôi rồi. Đến đây thì chịu à, đến đây cũng hẹo rồi anh em. Tích lũy lao bậc thang. Thằng này chắc ăn được anh. Thằng này ăn được này. Thằng này cũng ăn được này. Ngon tự nhiên đấy. Cho mình vào cái bậc ấy, dễ vậy. Thằng này thì chịu đấy anh em nhé. Tự nhiên để cho mình vào cái bậc ấy, ăn được đấy anh em nhé. Chiêu mộ 3 lần. Đấy lệ. Chiêu mộ 3 lần. Ngày hôm nay không có gì rồi anh em. Đấy, này, số đen 5 mặt. Được không anh nhỉ? Như không. À, ăn được à? Không có đá tím kiểu kia nhỉ? Không có đá tím kiểu kia nhỉ? Không có đá tím kiểu kia nhỉ? Rồi, full nhiệm vụ ngày hôm nay đấy. Tím này không phải, không phải cái tím mà mình cần anh em ạ.
67 rồi. Thể lực tham gia thí luyện. Hắc kiếm. Kho báu kiếm sĩ. Năm xong rồi. Sáu mươi tám điểm rồi anh em ơi. Kiếm đổi điểm ở đâu nhỉ? Kiếm sĩ đổi vé anh em. Hai vé. 69 điểm. Thiếu đúng một điểm nữa anh em này. Trong hồ thẻ cao cấp chiêu mộ 80 lần, đến đây là phải cần 9 phát, bây giờ đang 71 trên 80. Thiếu còn hai vé này ở đâu bây giờ? Vé này kiếm đâu bây giờ? Hình như nó có ở đâu có đấy sao anh em ạ? Kiếm đâu nó hai vé đấy nữa bây giờ anh em? Như trong shop của S có anh em. Shop của S có không anh em? Shop kho báu lửa. Đây anh em ơi. Đổi anh em ơi. Quý hết giờ vé đi anh em nhé. Quý hết giờ vé đi anh em nhé. Quy hết ra vé anh em nhá. Nào mẹ mày. Hôm nay tao nhận được skin của Vi Hốc rồi đấy, 15 vé đi dạo đây rồi. Không có gì ạ. Rút 19 lần nữa thôi. Đây, 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 đây. Đây. Nào, em xin. Em xin nhá. Anh em nhìn đâu. Đi dạo chiến trường. Em xin quả skin đi dạo chiến trường này anh em, tăng 2.000 lực chiến anh em nhá. Đó. Đi dạo chiến trường anh em ạ. Đây. Làm sao để kích hoạt quả skin này anh em? Skin này anh em. Đó. Đi dạo chiến trường, đeo. Nó chả khác gì kim kia anh nhỉ. Đây đang ngồi đúng không? Đây là hành đi dạo chiến trường. Rút kiếm khỏi vỏ. Công tượng Vampyr. Cái này mẹ mày kết thúc mạnh mẽ. Nhìn ngầu nhỉ. Chia đôi biển cả. Ấy giời, tất cả tướng công 1.000, tất cả tướng công 500. Lắm kim thế đúng không? Skin tướng ấy. Rồi được rồi, lấy cái này được. Đi dạo chiến trường mẹ. Đeo. Tăng 500 HP anh em nhé. Đó. Mở được skin đi dạo chiến trường. Tiềm năng thì cộng lên anh em. Đi dạo chiến trường một tí đây. Mở
Mở được cái đi dạng chiến trường rồi. Trong cá lực luôn nha. À, đầu thiếu đá công này. Đá công này. Đi dạo chiến trường, mở skin đi dạo chiến trường của Mihawk anh em nhé. Đấy, full rồi anh em nhé, mình làm full cái nhiệm vụ của nó luôn này, full 70 nhiệm vụ của Mihawk luôn. Bây giờ thì cũng đổi thôi anh em, cũng đổi vé thôi nha, bây giờ chỉ có đổi vé. 700 hai vé. Nói chung là đi làm mấy cái nhiệm vụ của bọn này kiếm vé anh em. Làm nhiệm vụ của bọn này là kiếm vé thôi. Qua đầu bếp. Không quay may mắn lại có 10 đây nha. Quay luôn đi nha. Lại có 10 quay luôn. Lại có 5 vé nữa này anh em này. Ôi giời ơi. Thế để sớm muộn thì không biết đủ không anh em. Mi hốc còn một ngày. Ngày mai là hết anh em ạ. Vãi kịp không vậy? 9 vé thôi. Cố thì đủ anh em nhá. Cố đã văn xôi cho mình hút rồi mẹ. Gian nan thật sự anh em ạ. Ôi, chắc chắn là phải quay nốt mẹ mày. Quay nốt 9 vé này anh em. Vẫn được là phải quay nốt 9 vé nữa. Mai đổi được đâu, kiếm đâu được 9 vé rồi anh em. Mai sống chết phải kiếm 9 vé anh em. Một vé, thành hai vé này. Tính chứ là mai đủ không cái chứ lệ. À đây hai vé, đây có một vé này, là ba vé này, ngày mai là sẽ có ba vé này anh em, tính em đủ không nhé. Ba vé tiện kiếm sĩ, ba vé đây mua được hai vé nữa là năm vé đúng không, năm vé, năm vé và tạm thời có 5 vé rồi anh em, 5 vé thì hết mẹ rồi, 5 vé rồi hết rồi nha, đấy còn 5 vé rồi mình cần 9 vé, mình đang tính là mình được 5 vé. 5 vé nhiệm vụ ở đây. Cố mà làm nhiệm vụ lửa đấy em ạ. Bội và bội suất là 13 mẹ. Ở thứ nhất là bội suất là 13 mẹ, vượt thêm mẹ được với nhau. Số 1 thì còn không biết chưa biết vượt qua được hay không nữa. Bộ số 1 còn chưa biết là vượt qua được hay không ấy. Đừng nói bộ số 13 khoai thật.
Vừa được đúng bộ bộ số 1 anh ạ. Số 1 không qua được cái này. Chết tôi rồi. Mai lấy đâu ra bây giờ? Mai lấy đâu ra vé bây giờ anh em? Mai lấy đâu ra vé bây giờ? 58. Ai xả ra mày đi đâu ra vé bây giờ anh em ơi. Đi đâu ra vé bây giờ anh em ơi. Thăm dò bạn có thể nhận. Chết rồi, thiếu rồi. Tính ra là thiếu rồi anh em ơi. Yếu rồi. Lấy đâu ra hai vé bây giờ? Mẹ vẫn không trúng được cái này. Tài thật. Sao nó cứ báo ở đâu nhỉ? Không ổn rồi, không ổn rồi. Không ổn rồi, đi học level 200 lại mắc rồi à? Mày level 75 tặng 120 mảnh Luffy anh em ạ. Lên Luffy 5 sao. Bắt được Luffy 5 sao nha anh em nhé. Lên được Luffy 5 sao. Chiến 700k. Cái tôi cần là vé anh em ạ.
Mẹ không có cái vé nào. Trời ạ, không có cái vé nào như... không có một cái vé nào, thôi hỏng rồi. Ngày mai lấy đâu có vé rồi anh em. Ngày mai lấy đâu ra vé bây giờ. Cái tôi cần là mấy cái vé để tính cho ngày mai đây. Hỏng rồi. Tôi cần là mấy cái vé cho ngày mai đây. Tôi cần là mấy cái vé cho ngày mai đây. Trăm chín mươi, 300. Chết rồi. Chết rồi anh em ơi. Mày cố đấm ăn xôi vậy. Cái tôi cần là vé. Trời ạ. Cái tôi cần là vé anh em ơi. Cái thế nhỉ, thiếu một mấy cái vé liền. Mẹ. Nạp tích lũy đến 600 này, 600 XP. 600 XP là bao nhiêu nhỉ? Ui mẹ, 600 XP mẹ, nạp nhiều lắm đấy anh em ạ, đúng không? Thốn lắm đấy. Không có vé đâu các bạn, đúng không? Đây là 600 XP là 10 đô anh em ạ. Đây anh em nhìn thấy không? 600 XP rồi. À, tương ứng với 10 đô, 10 đô là 200 nghìn này. Cày nhỉ. XP. 600 XP là 10 đô đấy, đây anh em này, đúng không? Đây này, 600 XP là 10 đô. Có vé luôn đấy. Cày thật đấy. Còn cái gì cày hơn không? Đang tính là không đủ rồi. Ok anh em nhá, clip này tạm thời dừng lại đây đã. Hẹn gặp lại anh em còn là clip tiếp theo. Hẹn gặp lại anh em ở clip tiếp theo đây cũng rồi. Bye bye, see you again anh em nhá. Vậy là tổng kết ngày thứ 17 để chúng ta nâng được quả skin cho Mi Hốc. Đúng không? Quả skin gì nhỉ? Đi dạo chiến trường anh em. Thứ hai nữa áp được lên Luffy 5 sao. Bye bye, hẹn gặp lại anh em clip tiếp theo nhá. See you again và thank you.